Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, con mong thầy từ bi hoan hỷ cho con hỏi. Con có đứa con 9 tuổi bị bệnh về Tây y và Đông y, không có cách gì can thiệp, chắc là nghiệp của vợ chồng con và cháu. Nay con có nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng, con muốn thầy khai thị cho con nên làm gì để chúng con bớt nghiệp ạ. Hai là muốn đưa cháu đến chùa thầy để gặp thầy một chút, có được không ạ? Và vào thời gian nào thì thầy có ở chùa ạ? Con biết là thầy rất bận và nhiều việc Phật sự, nhưng con xin thầy cho con mấy phút được thì tốt quá ạ. Con kính chúc thầy vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, A Di Đà Phật. Bệnh, một Phật tử này hỏi rằng, nói rằng có đứa con 9 tuổi nhưng mà bị bệnh Đông y và Tây y đều gì, đều không có cách gì can thiệp. Ở đây Phật tử này không nói về căn bệnh gì, nhưng nói như vậy có nghĩa là gì? Căn bệnh rất là nặng. Và bạn hỏi rằng bây giờ thì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và khuyên nên phải làm gì. Thì bây giờ thì đấy, thì nghe thầy giảng rồi, khuyên các Phật tử rồi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng phát nguyện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. Rồi múc bảy chén nước lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, thần linh thổ địa nhà mình, gia tiên nhà mình. Và sau đó thì lấy cái nước đó cho gì? Cho cháu nó uống thử xem. Còn bà nói là muốn đưa cháu nó lên chùa để gặp thầy một chút xem có được không, thì cũng được thôi, không có sao. Nếu mà cháu nó có thể đi được, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tính mạng của cháu, thì cho đi đường được, đảm bảo an toàn cho đi trên xe ô tô các thứ thì vẫn có thể được thôi. Nhưng mà hỏi thầy là vào một dịp nào đó thì thầy không thể hẹn trước được, bởi vì công việc của thầy nó rất là nhiều, mà toàn những công việc không tên, nó lại bất chợt. Có khi đang hôm nay thì bảo là mai ở nhà đó, nhưng mà ngày mai đùng một cái thì lại có công việc của giáo hội hay là công việc của Phật sự đặc biệt nào đó chẳng hạn, thì lại phải đi, cho nên cũng không hẹn được trước. Tốt nhất là cứ thông qua chỗ ban chi khách, lấy số điện của ban chi khách để liên hệ xem, ví dụ ngày mai hoặc là ngày hôm nay chẳng hạn, hỏi ngày hôm nay xem mai thì có lịch ở nhà không, có lịch đi đâu không, hỏi các vị sẽ thông báo cho, thì để mà biết. Thì lên được thì gặp được là cái tốt, mà không gặp được thì cũng là cái duyên, cũng không sao. Cái không cứ là phải gặp thầy thì mới giải quyết được công việc đâu. Thì các cụ nói là tâm xuất thì Phật chứng, không cần phải thì cứ phải gặp thầy mới được. Điều quan trọng nhất là nghe lời Phật dạy, nghe lời thầy giảng, nhất tâm tín thọ phụng hành, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và nhiều Phật tử đã làm được điều đó. Có Phật tử họ chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu cả, họ chỉ nghe giảng qua mạng thôi, họ thỉnh bộ kinh, thậm chí họ thỉnh bộ kinh cũng thỉnh qua mạng luôn. Có người thì họ cóp ở cái bộ kinh nó qua mạng xong họ tự in đấy, in họ đánh đóng thành sách để họ đọc tụng hàng ngày. Có người thì gửi thư về chùa để xin thỉnh qua mạng và cho địa chỉ nhà chùa sẽ gửi quyển kinh đến tận nơi cho, thông qua đường bưu điện, thư bảo đảm, gửi bưu điện đường bảo đảm đó, chuyển phát nhanh đó, có thể gửi tận nơi, thậm chí ở nước ngoài còn gửi qua cả đường hàng không để cho các Phật tử được cơ mà. Và họ đọc tụng bộ kinh này họ thấy rất là hoan hỷ, họ thấy rất hoan hỷ. Và nhiều gia đình đã làm được những cái việc mà gần như là không tưởng. Em mới cách đây 2 hôm là có một Phật tử ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình nhắn tin cho thầy bảo là bao nhiêu năm nay sinh được một cô con gái rồi, nhưng mà cậu mong sinh được một cậu con trai nữa, nhưng mà mãi chẳng được. Thậm chí đi cúng, đi bái rồi, đi chữa trị các nơi rồi, nhưng mà không thể sinh tiếp được nữa. Cũng lớn lớn tuổi rồi. Vừa qua thì cuối năm ngoái thì nghe là có Pháp hội Quan Âm, cho nên Phật tử xuống thì theo Pháp hội Quan Âm mà về thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thì lúc đầu là người nhà cũng không tin đâu, nhà chồng không tin, chồng không có tin, nhưng mà về thì bà vợ vẫn cứ nhất tâm làm như vậy. Thì vừa qua tự nhiên là chỉ có thai, và cách đây vài bữa thì mới sinh được một cậu con trai đúng như tâm nguyện của vợ chồng, của cả dòng họ nội. Và đặt cái tên thì có một cái tên, thì khi đặt cái tên thì bố chồng lại muốn đặt một kiểu,
vợ chồng là muốn đặt một kiểu, cho nên khó quá, không nghe theo bố chồng thì cũng không được, mà nghe theo bố chồng thì bảo cái tên đấy nó giống như tên con gái, cho nên con trai đặt như tên con gái là cũng không thích. Thế nên phải nhắn tin hỏi thầy, bây giờ chỉ xin ý kiến thầy xem như thế nào. Thế thầy mới bảo ừ được rồi, thì thầy tìm cho một cái tên con trai đáng mặt con trai, để gì, để cho nó tốt đẹp lâu dài về sau. Thế thầy đặt cho cái tên vào đấy, thì bảo với bố chồng rồi đấy, đặt cái tên này đấy nó mới tốt. Thế là xong rồi thì chắc phải bàn bạc thế nào. Đến chiều nghe nhắn tin lại và cảm ơn thầy, chúng con chọn cái vợ chồng, gia đình con thì chọn cái tên thầy đặt cho đấy. Cho nên cái này có những cái chuyện mà chúng ta thấy cảm như là không thấy có thể là nói mình ở ngoài đời gọi là cảm thấy là cầu cúng hay là mong cầu hay là gì chữa trị nhiều rồi nhưng không được, cảm thấy thất vọng, gia đình cũng cảm thấy không còn tin tưởng nữa. Nhưng mà khi chúng ta nhất tâm thì Phật Bồ Tát gia trì một phần, nghiệp chướng của mình tiêu đi một phần, phúc báo của mình tăng lên một phần, Phật Bồ Tát gia trì thêm một phần, và gì có phúc thì sẽ có gì sẽ được như nguyện thôi. Cho nên ở đây thì thầy tin rằng thôi các bạn Phật tử này hỏi rằng ấy, có đứa con 9 tuổi đông tây y đều bó tay rồi, nhưng mà bây giờ thầy nghĩ rằng thôi mình cứ, các cụ ngày xưa nói còn nước còn tát, bạn có thể cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. À, trong 3 hôm nữa thì mấy hôm nữa, thứ 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, trong tuần này thì có pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm chuyên về cầu an, cầu đảo bệnh vân vân. Về Đức Quan Âm là ngài thì ngài rất có duyên với chúng sinh ở cõi Sa Bà này, đặc biệt là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn thứ 25, Đức Phật nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có vô lượng gì hóa thân, có vô lượng hóa thân để tùy theo cái sự mong cầu của chúng sinh để thị hiện, để độ cho họ. Cho nên ấy, Phật tử này có thể gì thu xếp công việc gia đình để lên để lễ, hoặc là đưa cháu nó lên dịp không đếm được, đến thì và đến vào buổi sớm sáng, sớm sớm đến sớm một chút, khoảng độ tầm 6:30, 7 giờ gì đó, khi thầy lúc đó còn ít ít khách, đến có thể gặp khoảng 5-10 phút thì cũng được, để thầy xem cháu nó như thế nào. Thầy thì không phải là một bác sĩ, cũng chẳng làm bài mà làm ông thầy cúng, cũng chẳng phải là một ông thầy tướng số, nhưng mà thôi cứ đem cháu nó đến thì xem có thể có cảm nhận gì không, có nhân viên gì không, có cảm nhận gì không thì hướng dẫn cho mà cách mà hướng dẫn để chữa trị cho cháu. Thì câu hỏi đấy thì thầy xin trả lời như vậy, hướng dẫn như vậy. Sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam